cái đơn hàng của em á là có nhiều loại giá khác nhau, ví dụ như Thì bây là giờ mắm cá ông tính 10 cá xem 15 đơn của ông 15 đơn, chưa nhìn chậm doanh chút thu bao tiền? 15 đơn 1 triệu ha, 1 triệu. Doanh thu 1 triệu đúng không? Rồi. Thì ông phải lập ra một cái bảng, anh em phải lập ra một cái bảng nhá. Để mình lập báo cáo, mình theo dõi hàng ngày luôn. Thì mình mới biết được lãi hay lỗ. Thì mình có cái bảng hay không? Nếu như không có sử dụng ban cách đi. Ban cách nó sẽ có tất cả. Thì ở đây ấy, hay ở ngoài kia ấy, các bạn thường quan tâm đến là học lương cao. Anh em ạ, học quảng cáo lương cao thì tôi trả lời với anh em rằng này, quảng cáo nó không có gì lương cao hết. Có phải học lương cao, học chuyên sâu là chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ chạy quảng cáo ra được tiền, có được lợi nhuận để hiệu quả hơn cái mà mình đang chạy mình không hiệu quả đúng không nào? Phải không? Tức là chạy làm sao để có tiền đúng không nào? Đúng anh em comment số 1, không thì anh em có thể, nếu như mà anh em hiểu lương cao là gì, chuyên sâu là gì, anh em comment giúp tôi nào. Học chạy quảng cáo chuyên sâu, học chạy quảng cáo lương cao là cái gì nào? Anh em comment giúp tôi phát nào. Theo ý anh em hiểu là cái gì nào? Thôi về không một nữa anh em comment đi. Comment ý hiểu ấy là chạy quảng cáo giỏi hay là như thế nào, anh em comment. Hoặc anh em hiểu thế nào, anh em bật mic anh em nói xem nào. Để tiện đây để có thể chia sẻ cho các cái anh em ngoài kia còn thắc mắc là thế chạy học chạy quảng cáo chuyên sâu mấy cái vớ vẩn là gì. Rồi, chạy quảng cáo chuyên sâu là đúng tệp khách hàng, tỷ lệ chốt đơn cao. Rồi. Theo em cơ bản là chạy quảng cáo bằng tài khoản cá nhân, chạy lương cao là chạy bằng BM, đúng luôn Hà Tuấn, thế được. Hiểu như thế cũng được em ạ. Không sai. Còn gì nữa không? Còn hai bạn kia. Nói chung là hai bạn kia comment cái gì cũng được nhá, cái gì cũng được, nhưng này, nếu như trong comment của hai bạn không có từ biết đo lường và đánh giá quảng cáo thì đấy không phải là chuyên sâu, cũng không phải là lương cao. Sự khác biệt của cái thằng làm quảng cáo, làm được quảng cáo, chuyên gia quảng cáo hay không là phải biết đọc hiểu báo cáo quảng cáo. Và báo cáo quảng cáo đây nó liên quan đến tài chính, đến số tiền, chứ không phải là BM, chứ không phải là tài khoản quảng cáo, chứ không phải là vít bao nhiêu tiền, vân vân và vân vân. Sự khác biệt giữa cái người bình thường với những chuyên gia đó là biết đọc hiểu báo cáo quảng cáo. Biết đọc hiểu báo cáo quảng cáo, đấy là điều quan trọng nhất. Các bạn đã có nghe câu là con số không biết bao giờ biết nói dối chưa? Thì quảng cáo của chúng ta ấy, tại sao nó có các con số? Và tại sao cái bài học đầu tiên mà tôi dạy anh em nó lại liên quan đến số tiền, con số, nó phải rõ ràng, nó phải có định mức. Thì đó chính là những con số mà nó sẽ theo anh em trong cái công việc chạy quảng cáo, trong công việc chạy kinh doanh này đấy, chứ không phải là cái gì khác đâu. Ok, đấy là cái đầu tiên. Cái tiếp theo đó đến khả năng nhá. Tức là khả năng thấu hiểu. Cái chuyên sâu thứ hai là khả năng thấu hiểu hành vi của khách hàng thông qua nền tảng để mình sáng tạo ra các nội dung quảng cáo phù hợp dành cho họ. Đó thì nó lại ở cái gì ạ? Ở cái phần số 2 mà chúng ta được học với nhau, đó là tạo bài content win, quảng cáo win đấy. Chỉ có hai cái đấy thôi. Chứ còn chuyên sâu bằng BM tài quảng cáo cáo cá nhân nhá. Không hẳn, bởi vì sao? BM hay tài khoản quảng cáo cá nhân nó cũng chỉ là công cụ giúp chúng ta chạy quảng cáo thôi. Đúng tệp khách hàng hay không đúng tệp khách hàng nó liên quan đến việc là mình có thấu hiểu khách hàng của mình hay không, và mình có biết khách hàng của mình là ai hay không. Chúc mừng bạn vừa đã xem hết video hướng dẫn và chia sẻ của Lê Bá Tùng. Nếu như bạn thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những video mới nhất, bạn có thể nhận được ngay. Hoặc bạn có thể xem thêm các cái video tương tự liên quan đến phần nội dung này ở trên khung của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.